này đi mình à? Mẹ chưa kể. Mẹ đi rồi. Mẹ ở dưới nhà. Đâu? Mẹ nơi khác. Chị nhớ nhắc chị xuống chị xóa nút rồi cha cô ở dưới này. Ừ. Chị vô tế chứ. Vô rồi. Anh quay cũng có kỹ năng rồi. Bạn nhâm thử bạn. Chưa chuyên nghiệp coi. Qua đây đi. Cái thằng gì đó kêu miếng thở luôn. Chị gọng ghế bé. Thả lỏng ra đi. Thả lỏng ra. Đau thì chắc chắn đau rồi. Nhưng mà thả lỏng ra xíu. Thả lỏng tay ra đi. Ra đờ đau luôn. Em gông ra. Em hít sâu thở đều. Bình thường thôi. Chưa đau đâu. Xíu mới đau. Thì được rồi. Anh cho đã mà. Lại có mắt cục to. Nói chị xí nước muối chùi cái tay sạch sạch đi.
khách đi chờ khách đi kiểu wow. Mắt mình chứ em lui lại thì hôm qua em lui là quay chị rồi luôn, bóp nhỏ lại em lui lại hướng đây nè, hiểu không? Đang chưa? Đang xí rào. Thôi để cho bé làm mát, xí làm như sao? Cũng bình thường đã khá này bé mụn đen thui á. Một ni đó, hai một ni đó, một mũ này chắc xỉu. Em thả lỏng đi bé. Lỏng ra là không bình thường à. Chị là không đau đó, xí
nữa mới đau. Thì bé nằm nhẹ đó. Đau đi nặng ha. Ráng xíu nữa là xong rồi. Bà khóc ghê quá. Nhiều người bà chị bé xí nhà. Dạy đầu đen đây nè nè. Tiêm gì á? Để suy nghĩ xuống chờ. Thật lắm nha. Tao ráng chịu. Cái phải chịu thôi. Xong rồi, đó, chị bé xí nữa thôi. Chị hồng xí là hồng đào lắm đó. Chị ở bên đi chơi chị nhé. Nhỏ nữa mà chị đào kém nè.
xí vô này nữa là xong rồi đó. Thì em cũng sưng chứ, nhưng mà giảm hơn chứ. Tí nữa thôi. Bà chịu ra không được. Bà nhỏ quá, bà chịu ra. Chắc nó chưa đi nặng lòng mù quá. Hết đau rồi hả Thuận? Dạ, rồi chứ không sao nữa đâu. Chết ổn rồi đó. Vừa rồi mình sưng nhìn tới mới sợ. Gracias.